Và bệnh lý này là bệnh lý viêm mạch rất là phổ biến ở bệnh nhân ở đối với trẻ em hiện nay, và người ta xếp vào trong bề mặt cơ chế giải phẫu bệnh thì viêm mao mạch dị ứng là bệnh lý thuộc nhóm viêm thận IgA và có biểu hiện toàn thân. Như cái ảnh mà các bạn có thể xem ở bên cạnh đây thì đây là một cái hình ảnh rất là rõ về tất cả các cái tổn thương của bệnh viêm mao mạch dị ứng. Các bạn có thể nhìn thấy như là ở trên có các nổi tổn thương ở da, nhìn thấy ở trên chân của bệnh nhân này, tổn thương ở khớp. Bạn có thể zoom kỹ vào để nhìn ảnh, hoặc là bắt đầu có tổn thương ở thận và tổn thương của đường tiêu hóa. Nhưng đây là như vậy là đây là bệnh lý tổn thương toàn bộ các cái nội tạng của cơ thể và biểu hiện cực kỳ là rầm rộ. Khi mà nói về các cái mạch máu thì chúng ta sẽ đây là một cái sơ đồ về các mạch máu, bao gồm thứ nhất là đi từ các cái động mạch chủ lớn đi dần vào các động mạch nhỏ hơn, vào các động mạch nhỏ, vào các phần từ mao mạch và đi vào tĩnh mạch. Thì để bệnh lý viêm các mạch máu này nó có rất là nhiều các bệnh lý khác nhau, và người ta có thể nhìn thấy là cái viêm mao mạch dị ứng nó nằm ở trong nhóm bệnh lý viêm các cái mạch máu nhỏ, bao gồm các cái động mạch và các cái mao mạch và các cái tĩnh mạch nhỏ ở cái vùng khu vực là cái mạch máu như thế này. Bệnh lý này thực ra là được mô tả từ rất là lâu rồi, từ những năm khoảng năm 1800 ở châu Âu thì đã có rất là nhiều các tác giả nước ngoài người ta mô tả bệnh lý rất là đặc trưng, bao gồm đó là những bệnh trẻ thật gặp ở trẻ trai và ở độ tuổi khoảng tầm từ 5 đến 6 tuổi với những triệu chứng khá là đặc trưng nhau, như là trẻ có các ban xuất huyết ở ngoài da, trẻ có đau bụng rất là nhiều, có kèm theo có thể là có đi ngoài phân máu. Và rõ đó hai cái tác giả mà được mô tả về cái bệnh này đầu tiên đó là năm 1837 là tác giả Scholein và năm 1874 là tác giả Henoch, là hai tác giả đã đặt tên cái nhóm bệnh này là bệnh Scholein Henoch, là dựa vào tên của hai cái tác giả người nước ngoài đã mô tả về cái bệnh lý này một cách chính xác nhất. Nguyên gây bệnh thì hiện tại người ta chưa rõ ràng cái nguyên gây bệnh là cái gì. Tuy nhiên người ta thấy rằng là bệnh này thường gặp ở trẻ nhỏ và độ tuổi là độ tuổi tiền học đường và độ tuổi học đường, tức là khoảng tầm từ 2 cho đến 8 tuổi, và thường gặp vào cái mùa mà thay đổi thời tiết từ mùa đông sang mùa xuân, hoặc là có thể là từ mùa thu sang mùa đông. Tần suất mắc bệnh cũng khá là cao, thường tương đối là thường gặp là 9 trên 100.000 trẻ, và bệnh này là thường gặp ở trẻ trai nhiều hơn so với cả trẻ gái, và tỷ lệ là nam cho nữ là 2 trên 1. Bên cạnh cái việc các nguyên bệnh chưa rõ thì là cơ chế bệnh sinh, người ta thấy rằng là cơ chế bệnh sinh của bệnh này cũng thực sự là chưa được nghiên cứu một cách rõ ràng, và người ta thấy là có một số các cái yếu tố về mặt yếu tố di truyền hoặc là các yếu tố về mặt gen, thì người ta thấy rằng là ở những bệnh nhân mà có các biểu hiện bất thường như thế thì có nguy cơ mắc bệnh viêm mạch dị ứng nhiều hơn. Ví dụ như ta thấy rằng là những bệnh nhân mà có cái gen HLA-DRB1 01 hoặc là HLA-DRB1 07 thì lại có cái biểu hiện bệnh cao hơn, hoặc là có cái tổn thương bệnh thường qua bệnh thường là nặng hơn so với cả những nhóm người khác. Hay là một số các trường nghiên cứu khác thì người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân này có thể có mối liên quan giữa việc là nhiễm liên cầu ở trẻ và bệnh khởi phát cái bệnh viêm mao mạch dị ứng. Và người ta thấy rằng là cái bệnh này nó liên quan rất chặt chẽ đối với cả cái kháng thể IgA và viêm mạch dị ứng, do đó người ta xếp vào cái nhóm là viêm mạch máu nhỏ mà có liên quan đến kháng thể IgA. Khi người ta làm các cái xét nghiệm về mặt giải phẫu bệnh hoặc là những mỹ thuật hình quang thì thấy rằng là có sự lắng đọng của IgA cũng như là cái bổ thể C3 rất là nhiều ở trên cái mạch máu ở những cái vùng da bị tổn thương, như là ở ngoài da hoặc là trên vùng cầu thận. Đây là một cái hình ảnh một cơ chế bệnh sinh mà mọi người đang hiện tại là đang nghĩ đến nhiều do bệnh lý bệnh. Nên thấy rằng là khi có một cái vị nguyên đi vào trong cơ thể thì sẽ được các cái tế bào trình diện kháng nguyên bắt lấy các vị nguyên đó, và cái tế bào trình diện kháng nguyên này thì sẽ đưa các cái vị nguyên này đưa vào trong các cái mô lympho bạch huyết tại các cái ngoại vi, và tại đó thì người ta sẽ các cái tế bào trình diện kháng nguyên này sẽ trình diện cái kháng nguyên cho các cái tế bào lympho TCD3 à TCD4. Các tế bào này nó sẽ hoạt hóa và nó tạo thành hoạt hóa và nó sẽ kích thích các cái tế bào B, tức là các tế bào lympho B để sản xuất ra các kháng thể, và đó là những cái kháng thể IgA. Những cái kháng thể này sẽ đi vào trong máu, và nó sẽ có hai cơ chế để tác động gây tổn thương cái mạch máu. Cơ chế thứ nhất là kháng thể IgA này sẽ kết hợp với cả bổ thể và nó gây ra tổn thương cái lớp nội mô của cái mạch máu và làm gây tổn thương mạch máu và gây ra tình trạng xuất huyết. Một cái cơ chế thứ hai là các cái tế bào này sẽ có thể gắn trực tiếp vào các cái kháng thể, để gắn trực tiếp vào các cái niêm mạc của cái mạch máu ấy luôn, và nó cùng hoạt hóa các cái bạch cầu đa nhân trung tính và gây ra một cái phản ứng hoạt hóa đại thực bào và gây phân giải các cái tổn thương các cái niêm mạc này, và cuối cùng hậu quả cuối cùng là nó sẽ gây tổn thương toàn bộ cái lớp niêm nội mô của mạch máu, và nó gây ra tình trạng xuất huyết ở biểu hiện lâm sàng rõ nhất của bệnh nhân, gây ra viêm mạch với xuất huyết. Một số các cái căn nguyên gây bệnh, và như chúng ta nói trên cái cơ chế trên thì người ta có thể thấy có một số các cái yếu tố liên quan đến các bệnh lý viêm mạch dị ứng, ví dụ như là liên cầu beta tan huyết nhóm A,
thường gặp ở tầm 20 đến 50% những bệnh nhân viêm mạch dị ứng. Một số các cái vi khuẩn khác như là Bartonella haemophili hoặc là parvovirus và một số các tác nhân gây bệnh nữa mà đã được báo cáo trong y văn có liên quan đến viêm mạch dị ứng thì bao gồm có tụ cầu vàng, có thể có Helicobacter pylori, có một số các cái virus như là viêm gan, viêm gan A, viêm gan B hoặc là một số các cái Coxsackie virus, adenovirus, virus virus Haemophilus parainfluenza tức là cái á cúm cũng là một trong những cái yếu tố mà có thể gợi người có liên quan đến cái sự khởi phát của bệnh viêm mạch dị ứng ở trẻ nhỏ. Về mặt triệu chứng lâm sàng thì triệu chứng lâm sàng của bệnh này nó tùy theo từng trường hợp, nhưng thông thường là tất cả các cái trường hợp bệnh nhân viêm mạch dị ứng thường khởi phát một cách rất là cấp tính. Các triệu chứng thì đến một cách rầm rộ và bệnh nhân có toàn bộ đầy đủ các triệu chứng toàn thân và làm cho người nhà bệnh nhân là cũng như là rất là hoang mang, không hiểu là em bé nhà mình mắc bệnh gì cả. Có một số ít các trường hợp thì các triệu chứng nó có thể tiến triển từng đợt, tăng dần và nó cứ lặp đi lặp lại theo chu kỳ từng tuần và từng tháng và có thể gây hơi khó khăn cho việc chẩn đoán. Một số trẻ thì có thể gặp tình trạng sốt nhẹ và mệt mỏi, hoặc là một số em bé thậm chí là có thể có các cái biểu hiện của cái tình trạng nhiễm virus hoặc là nhiễm vi khuẩn, nhiễm viêm long đường hô hấp trên trước khi mà bệnh nhân mắc bệnh viêm mạch dị ứng. Và các triệu chứng lâm sàng nó sẽ trải rộng toàn bộ từ các triệu chứng ở ngoài da cho đến toàn bộ các triệu chứng ở trong các cơ quan bị tổn thương, ví dụ như là ở đường tiêu hóa hoặc là thận. Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu đi sâu vào các triệu chứng từng một phần một. Thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy trên cái ảnh, đây là một cái ảnh rất là rõ về tất cả các triệu chứng lâm sàng mà bệnh nhân có thể gặp, bao gồm thứ nhất là một là ban ngoài da. Ban ngoài da đối với viêm mạch dị ứng là một trong những cái triệu chứng mà gặp ở gần như 100% tất cả các trường hợp em bé đều phải có viêm có ban ngoài da, và đây là một cái triệu chứng rất đặc hiệu để chẩn đoán cho bệnh. Cái thứ hai là một số các bé có thể có tình trạng phù ở dưới da, thường gặp nhất là ở cái vùng mà mu bàn tay hoặc mu bàn chân, khoảng tầm 50% trường hợp. Khoảng một nửa số bệnh nhân viêm mạch dị ứng thì có gặp các triệu chứng của đường tiêu hóa, bao gồm có triệu chứng đau bụng hoặc là triệu chứng nôn và có thể thậm chí là phải đi ngoài da máu. Các cái tổn thương thận cũng là một trong những cái triệu chứng của bệnh rất là thường gặp, bao gồm có các cái biểu hiện như là bệnh nhân có đái máu hoặc là đái da protein niệu. Các tổn thương ở khớp thường gặp là các cái khớp lớn như là ở các cái khớp gối hoặc là ở khớp cổ chân, và những cái trường hợp mà phù ở ngoài da thì ngoài cái hở tay thì con ta có thể gặp các cái phù ở dương vật khá là thường gặp. Mình sẽ đi sâu vào một cái triệu chứng thứ nhất, mà đây là một triệu chứng điển hình của bệnh, đó là ban xuất huyết ở ngoài da. Thông thường thì lúc đầu những cái ban này mà người ta khi trong mô tả trong y văn, người ta thấy rằng là khởi đầu thì xuất hiện dưới dạng những cái ban phẩn ở màu hồng nhạt, và sau đó thôi tiến triển dần dần thành các cái nốt và các cái chấm xuất huyết. Và một đặc trưng rõ ràng của bệnh này là đó là những cái ban này nó sẽ phải hơi gồ lên trên mặt da, khi mà chúng ta thăm khám chúng ta sờ lên những cái ban xuất huyết là sao chúng ta cảm giác nó sẽ không phẳng và mịn với mặt da, mà nó sẽ hơi một cảm giác nó hơi gồ lên một chút. Và nó cũng sẽ phát triển, khởi đầu là sẽ màu đỏ, sau đó thì nó sẽ màu nhạt dần rồi đổi sang màu tím, màu nâu, và cuối cùng là nó biến mất mà không để lại bất kỳ một cái dấu hiệu gì cả. Và phải lưu ý là một điều rằng là khoảng 10% các trẻ viêm mạch dị ứng thì những cái ban này nó có thể tái phát một cách liên tục. Bệnh nhân đang điều trị ổn định, ban này có thể xuất hiện trở lại, sau đó thì nó lại hết rồi lại lặp đi lặp lại như thế trong vòng ít nhất là phải là 1 năm. Kèm theo cái ban đó thì bệnh nhân có thể có kèm theo các tình trạng là phù tại như mình nói lúc đầu là phù ở vùng cẳng mu bàn tay, mu bàn chân hoặc là các cái phù dương vật. Đây là một số các hình ảnh đặc trưng của cái bệnh ban của viêm mạch dị ứng. Các bạn nhìn thấy là cái ban xuất huyết rất là điển hình của nó. Đặc điểm của nó là như nào? Nó sẽ là những cái chấm hoặc là những cái nốt xuất huyết. Nó không phải nhỏ quá và nó sẽ là mà mình sẽ nhìn rõ được. Và thường là những cái chấm và những xuất huyết này sẽ được mô tả là gọi là ban dạng bốt hoặc là ban dạng găng. Có nghĩa rằng là đối với cả dưới hai chân chẳng hạn thì nó sẽ xuất hiện bắt đầu từ dưới gối trở xuống đến bên dưới bàn chân, rất hiếm khi mà gặp ở trên đùi, và một số trường hợp thì có thể gặp cả ở mông nữa. Còn ở trên tay thì bắt đầu sẽ gặp từ cẳng tay trở xuống, và như thế là đấy cũng là một cái đặc điểm rất là rõ để chúng ta phân biệt được với những ban khác. Khi mà bệnh nhân đến với mình vì một cái tình trạng nổi ban đó, khi ta căng da lên thì ta thấy rằng là nó không biến mất, nó gọi là ban xuất huyết, và lại chỉ gặp ở từ cẳng chân trở xuống hoặc là từ cẳng tay trở xuống, thì chúng ta có thể nghĩ ngay được đến là bệnh nhân là viêm mạch dị ứng. Và đây là hình ảnh cái ban rất là điển hình. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì có hình ảnh ban không thực sự là điển hình rõ ràng của bệnh viêm mạch dị ứng lắm. Ví dụ như trên cái hình ảnh này chúng ta có thể thấy rằng là các cái ban này nó xuất hiện cũng ở cái vùng cẳng chân, cũng ở cái vùng mu bàn chân đấy, nhưng mà cái ban này nó sẽ nối liền tiếp với nhau thành một cái mảng, một cái đám khá là rộng, hoặc là nó sẽ lan rộng lên thành từng đám, và nó khác với cả cái ban mà chúng ta vừa xem là nó chỉ có hình ảnh chấm và nốt xuất huyết thôi, đây là từng từng mảng,
hoặc là thậm chí trong một số trường hợp nặng thì nó có thể có hơi có một vài một điểm loét ở cái vùng tổn thương cái đám xuất huyết đó, hoặc là một số trường hợp khác thì có thể mọc, nó sẽ mọc lên trên cả trên phần đùi của bệnh nhân nữa. Tuy nhiên những trường hợp này thường là cùng, nếu như lên lắm thì nó cũng chỉ lên đến phần đùi hoặc là phần mông của bệnh nhân thôi, chứ còn ở thân mình của bệnh nhân, ở bụng hoặc ở ngực thì sẽ mình sẽ gần như không bao giờ mình nhìn thấy những cái đám xuất huyết này cả. Và đấy cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với những bệnh khác. Một cái nghiên cứu trong vòng tiến hành trong vòng khá là lâu dài về bệnh viêm mạch dị ứng ở Đài Loan, người ta tiến hành trong vòng 15 năm thì người ta thấy rằng là cái triệu chứng ban ngoài da này nó xuất hiện ở gần như là 95-100% các cái trường hợp. Có nghĩa rằng là khi mà bệnh nhân đến với chúng ta và có trường hợp ban như thế này thì chúng ta có thể nhắm mắt, chúng ta có thể nghĩ đến là đây là bệnh viêm mạch dị ứng. Và cái ban của bệnh viêm mạch dị ứng thì nó gần như là đặc trưng với hầu hết các bệnh nhân, và cũng có tính chất là đặc trưng rất là nhiều, và chúng ta rất là ít khi mà bị nhầm với cả những bệnh khác. Một số các triệu chứng khác mà khi người ta thống kê, người ta thấy rằng là có thể có sốt này, có thể có biểu của viêm đường hô hấp trên. Khi mình vừa nói lúc đầu là bệnh nhân có thể có một trường hợp là viêm long đường hô hấp trên do một cái vi khuẩn, một cái virus nào đó, và sau đó thì do nhiễm khuẩn đó thì sẽ kích hoạt lên gây ra cái bệnh viêm mạch dị ứng kèm theo. Và bao giờ cái tỷ lệ con trai, trẻ trai mắc bệnh cũng sẽ nhiều hơn đối với trẻ gái. Bệnh này có thể gặp ở trẻ gái nhưng thường rất là hiếm và thường rất là nặng. Một triệu chứng ngoài da thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy là bệnh nhân có thể phù, kèm theo phù rất là nhiều, đặc biệt là ở vùng mu bàn tay, mu bàn chân. Có thể nhìn khi mà chúng ta nhìn nghiêng thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mu bàn tay của bệnh nhân nó sưng phù lên rõ rệt và kèm theo bệnh nhân rất là có thể kèm theo đau. Và một cái nữa, một cái phù nữa mà làm cho cả bố mẹ bệnh nhân cũng như là các bác sĩ thường rất là lo lắng, đó là cái phù ở cái vùng tinh hoàn. Thường là mình thấy rằng là bệnh nhân này có thể tinh hoàn sưng to lên, giấy đỏ và ấn vào bệnh nhân rất là đau và rất là dễ nhầm với các cái triệu chứng ở ngoại khoa khác như là các cái sắn tinh hoàn hoặc là các cái viêm phù phụ tinh hoàn chẳng hạn. Đây là các bạn hình, đây hình chân của em bé kèm bên cạnh với việc là bạn ấy có xuất huyết thì cái chân của bạn ấy cũng sẽ bị sưng phù lên. Và đấy cũng là một cái triệu chứng mà ngoài ra nó rất là thường gặp. Một cái nhóm triệu chứng thứ hai mà tôi thường nói đó là tổn thương tại khớp. Tổn thương tại khớp cũng gặp khá là nhiều, những em bé bị viêm mạch dị ứng thường gặp là khoảng tầm 70-80% bệnh nhân là sẽ thường gặp các triệu chứng ở tại khớp. Và bệnh nhân thường là tổn thương các cái khớp rất là lớn, khớp lớn ở vùng vùng chân, như là cái khớp thường là tổn thương gặp nhất là ở khớp gối và ở khớp cẳng chân. Và các khớp này thường sưng to lên, bệnh nhân sẽ đau, bệnh nhân sẽ không đi lại được. Tuy nhiên khi mà chúng ta thăm khám thì chúng ta thường thấy rằng các cái khớp này sẽ không bị nóng, không có biểu hiện tế đỏ và có thể vận động và vẫn trong giới hạn bình thường. Nên nó có triệu chứng cơ năng thôi, còn những triệu chứng tổn thương thực sự tại khớp thì chúng ta khi chúng ta thăm khám thì chúng ta sẽ không thấy nhiều. Và nếu như mà trong trường hợp mà một số bệnh nhân là còn chọc dịch khớp thì thường thấy là những cái dịch này thường chỉ là dịch trong và không có máu. Các triệu chứng này rất là rầm rộ và làm cho gia đình rất là lo lắng vì em bé tự nhiên là đau chân và không thể đi lại được. Tuy nhiên thì trái với cái biểu hiện rầm rộ của nó thì về mặt tiên lượng thì các triệu chứng này khá là lành tính. Thường là chỉ khoảng tầm vài ngày là các triệu chứng tại khớp thì nó sẽ có thể biến mất, tự biến mất hoặc là biến mất trong quá trình điều trị và không để lại bất kỳ một cái biến chứng nào cả. Đây là một cái triệu chứng khá là lành và nhẹ nhàng cho bệnh nhân thôi. Tổn thương tại khớp các bạn có thể thấy rằng là chủ yếu là dụ như là ở các cái khớp gần cổ chân, các khớp cổ chân thì bệnh nhân sẽ sưng đau lên nhưng mà khám thì sẽ không có nóng đỏ và bệnh nhân sẽ không đi lại được hoặc là đi lại sẽ khó khăn. Hoặc là ở các khớp gối, bên cạnh thì các có các chấm xuất huyết thì bệnh nhân sẽ lại sưng đau cái vùng khớp gối này lên và động vào bệnh nhân đau rất là nhiều nhưng mà không đi lại được. Khi mà điều trị một vài hôm thì các cái khớp này nó quay trở lại bình thường và không để lại bất kỳ một cái biến chứng gì cả, khác với cả những cái tình trạng mà viêm khớp cấp tính khác. Một tổn thương thứ ba hay vừa gọi là một cái triệu chứng của bệnh viêm mạch dị ứng nhưng mà cũng đồng thời là một cái biến chứng của bệnh, đó là tổn thương của đường tiêu hóa. Tổn thương của đường tiêu hóa thì tổn thương này cũng là do các cái viêm mạch đưa viêm các cái mạch máu đi vào trong ruột và vì vậy nó sẽ biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng khác nhau. Em bé có thể có tình trạng là đau bụng từng cơn và thậm chí bệnh nhân đau bụng dữ dội, đau bụng rất là nhiều và thậm chí là nhầm với cả một cơn đau bụng ngoại khoa. Hoặc là khi mà chúng ta khám bệnh thì bệnh nhân khám bệnh có thể sờ thấy bụng mềm thôi nhưng mà khi siêu âm thì có thể là bệnh nhân có dịch ổ bụng hoặc là bệnh nhân có hình ảnh sưng tổn thương các hạch bạch huyết hoặc là có hình ảnh phù nề hoặc là chảy máu ở trong ruột và có thể nhìn thấy trên hình siêu âm. Một nửa của số trường hợp bệnh nhân viêm mạch dị ứng sẽ có tổn thương đường tiêu hóa là bệnh nhân sẽ có tình trạng đi ngoài phân máu và phân máu này thì tùy từng các mức độ khác nhau, có thể là phân máu đỏ tươi hoặc là phân máu màu đen mà bệnh nhân nhìn rõ bằng mắt thường hoặc là các trường hợp mà đi màu ngoài phân máu đại vi thể và chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khi mà chúng ta làm xét nghiệm tìm máu ở trong phân. Và một cái biến chứng mà khá là thường gặp của đối với viêm mạch dị ứng đó là bệnh nhân sẽ có thể có lồng ruột. Và lồng ruột này thường là
nó ít khi mà gây ra các tổn thương nặng và bệnh nhân có thể phát hiện sớm bằng siêu âm và cần phải tháo lồng, sau đó thì các triệu chứng có thể trở lại bình thường và không để lại cái hậu quả gì cho bệnh nhân cả. Một tổn thương tư mà hay gọi là cũng là đồng thời là một triệu chứng của bệnh nhưng cũng đồng thời là một cái biến chứng của bệnh lý tim mạch dị ứng, đó là cái tổn thương ở thận. Khác với cả những triệu chứng khác như là triệu chứng ngoài da hay là triệu chứng tại khớp hay là triệu chứng tại đường tiêu hóa thì biểu hiện tại thận rất là âm thầm, mình sẽ không rất là ít hiếm các bệnh nhân mà đến với chúng ta trên bệnh nhân tim mạch dị ứng mà sẽ có ngay các triệu chứng của tình trạng suy thận cấp hay là hội chứng thận hư hay là các bệnh lý của tình trạng suy thận là biểu hiện rõ trên lâm sàng, mà thường là nó chỉ là biểu hiện rất là âm thầm thôi. Như là bệnh nhân khi mà chúng ta làm xét nghiệm sẽ thấy rằng là bệnh nhân có hồng cầu niệu hoặc là bệnh nhân có protein niệu hoặc là đồng thời bệnh nhân sẽ đồng thời có cả hai cái triệu chứng này. Tuy nhiên thì đối với những bệnh nhân viêm mạch dị ứng và đến tầm 1/4 cho đến 1/2 số bệnh nhân viêm mạch dị ứng là sẽ có tổn thương tại thận. Vì vậy cái mà khi mà chúng ta đứng trước một bệnh nhân viêm mạch dị ứng thì chúng ta sẽ phải làm sàng lọc xét nghiệm thường quy về chức năng thận cũng như là về các xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân để chúng ta có thể sàng lọc bệnh nhân có tình trạng tổn thương thận do bệnh viêm mạch dị ứng hay không. Và khi mà có tổn thương thì chúng ta sẽ phải xử lý cho bệnh nhân để tránh trường hợp mà những cái tổn thương này tiến triển một cách âm thầm và có thể dẫn đến là các tình trạng suy thận mạng hoặc cái tổn thương thận mà không phục hồi được. Một số các cái tổn thương hệ thần kinh, thực ra cái này cũng được mô tả trong y văn, tuy nhiên là thường là không gặp thường xuyên lắm, như là các biểu hiện của tình trạng viêm não hay là hôn mê, hay là các trường hợp mà do bạn xuất huyết của bệnh nhân có thể cảm thấy có chảy máu ở dưới màng cứng, chảy máu vào não hay là nhồi máu não. Đây là những cái triệu chứng cũng rất là hiếm gặp, tuy nhiên là chúng ta vẫn khi mà bệnh nhân viêm mạch dị ứng thì chúng ta cũng phải để ý và chúng ta sẽ phải loại trừ được những cái triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh của bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là khá là điển hình rồi, tính trước một cái em bé đến cho bệnh viện mình với một tình trạng là bạn có ban xuất huyết, có đau bụng, có nôn hoặc đi ngoài phân máu và có tổn thương khớp thì nhắm mắt của chúng ta có thể chẩn đoán bệnh nhân là viêm mạch dị ứng. Thì những cái xét nghiệm cận lâm sàng có thực sự là cần thiết phải làm đối với những em bé này không? Thì thực ra cái xét nghiệm cận lâm sàng này thì chúng ta vẫn có thể nên làm. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không làm thường xuyên liên tục mà chúng ta chỉ có thể làm một lần đầu tiên khi mà bệnh nhân thăm khám hoặc là định kỳ kiểm tra vào khoảng tầm 1 tháng một lần chẳng hạn. Thì những cái xét nghiệm này sẽ có những cái gì? Thứ nhất là về mặt công thức máu. Vì đây là một bệnh lý viêm, nó vẫn nóng là vẫn là trong cái nhóm bệnh lý viêm, kể cả viêm mạch cũng là viêm thì bệnh nhân sẽ có tăng bạch cầu. Khi đó chúng ta sẽ làm xét nghiệm chúng ta thấy rằng là cái bạch cầu bệnh nhân tăng rất là cao. Thậm chí có những em bé là bạch cầu tăng lên tận 27-28 nghìn. Và cũng lại một cái yếu tố mà gây nhiễu cho bác sĩ thì không hiểu là cái đấy là có ổn, có nhiễm khuẩn ở đâu không mà tính sao bạch cầu lại tăng cao lên như thế. Thứ hai nữa là trong cái khi mà chúng ta đọc cái công thức bạch cầu ấy, chúng ta thấy rằng là nó lại tăng kèm theo bạch cầu hoàn toàn tăng lên khá là cao. Và cái thứ hai là những xét nghiệm về các chỉ số viêm như là CRP hoặc là về máu lắng. Thì đây là bệnh lý viêm như tôi đã nói như thế rồi, cho nên là cái chỉ số viêm CRP và máu lắng thông thường là cũng sẽ có thể tăng, tuy nhiên mức độ của nó sẽ không tăng nhiều quá. Các cái xét nghiệm về chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu là những xét nghiệm thường quy mà mình vừa nhắc nghe lại là luôn luôn phải làm cho em bệnh nhân để chúng ta, một là chúng ta phải tìm được bệnh nhân có tổn thương thận hay không và tổn thương thận ở mức độ nào để chúng ta có phương pháp điều trị như là phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân để tránh các cái biến chứng. Các xét nghiệm tìm máu ở trong phân trong trường hợp mà bệnh nhân chưa có rõ ràng tình trạng xuất huyết đường tiêu hóa, nếu như bệnh nhân mà đi ngoài phân máu rõ rồi, đi ngoài phân đen rõ rồi thì chúng ta không cần phải làm. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân khác thì chúng ta cũng có thể làm cái xét nghiệm là tìm máu vi thể ở trong phân để tìm ra cái tổn thương đường tiêu hóa cho bệnh nhân. Một số các xét nghiệm khác về các bệnh lý tự miễn, ví dụ như là làm các xét nghiệm kháng thể kháng nhân hoặc là kháng thể kháng DSNA thì thường là âm tính, hoặc là nếu như bệnh nhân mà có tổn thương khớp thì khi chúng ta làm các yếu tố dạng thấp là yếu tố RS sẽ thường là âm tính. Cái này chúng ta có thể làm để loại trong phù hợp phục vụ cho chúng ta là chẩn đoán phân biệt thôi, chứ còn chúng ta cũng không bắt buộc là trong chẩn đoán là phải làm những xét nghiệm này. Thế rồi nếu như bệnh nhân mà có tổn thương của bụng thì chúng ta sẽ phải siêu âm để kiểm tra bụng cũng như là chúng ta loại trừ cái biến chứng lồng ruột cho bệnh nhân. Hoặc là nếu như bệnh nhân có triệu chứng thần kinh thì chúng ta sẽ phải làm các chụp sọ não, CT sọ não hoặc là chụp cộng hưởng từ sọ não để chúng ta phát hiện ra các biến chứng và điều trị kịp thời. Và nhắc đi nhắc lại rằng là đối với cả viêm mạch dị ứng thì những triệu chứng cận lâm sàng như này chỉ có tác dụng giá trị là gợi ý thôi, chứ nó không phải là cái mà để chúng ta dựa vào đấy để chúng ta chẩn đoán. Chẩn đoán đối với cả viêm mạch dị ứng là chẩn đoán chủ yếu là dựa vào lâm sàng. Còn những cái xét nghiệm này thì chúng ta phục vụ cho việc là chúng ta đánh giá tổng thể về bệnh cũng như là chúng ta đánh giá các cái biến chứng hoặc là các cái tổn thương của đường thận và tổn thương của đường tiêu hóa của bệnh lý.
Một triệu chứng tiếp theo là nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta có thể làm tiến hành sinh tiết da hoặc là sinh tiết thận. Và khi mà sinh tiết da thì người ta thường thấy rằng là có tình trạng viêm của các mạch máu rất là rõ, viêm các cái mạch máu nhỏ. Và khi mà chúng ta nhuộm huỳnh quang thì thấy rằng là có sự lắng đọng của IgA, kháng thể IgA rất là nhiều ở các cái mạch máu bị tổn thương. Khi mà chúng ta tiến hành sinh tiết thận cũng như thế, thì cũng sẽ thấy rằng là có cái tổn thương của các cái cầu thận, các cái màng cầu thận tùy theo cái mức độ khác nhau, và có sự lắng đọng của các cái phức hợp của IgA hoặc là phức hợp mà bổ thể. Thông thường thì đối với những trường hợp sinh tiết thận thì nó là chúng ta chỉ làm khi mà bệnh nhân có những hội chứng thận như dai dẳng hoặc là bệnh nhân có suy thận nặng trên nền của viêm mạch dị ứng. Còn những sinh tiết thận thì chúng ta ít khi đặt đến, thì đấy là cái thủ thuật có can thiệp sâu và mình ít khi mình hạn chế dùng cho bệnh nhân. Đây là hình ảnh một cái tổn thương thận. Các bạn có thể nhìn thấy khi trên vi thể thì các cái màng đáy của các cái cầu thận nó sẽ bị tổn thương, nó sẽ nhăn nheo hoặc là nó sẽ teo các cái cầu thận tùy theo từng mức độ tổn thương thận khác nhau. Và cũng giống như là tổn thương ở trên da ấy, thì khi chúng ta nhuộm huỳnh quang chúng ta sẽ thấy rằng là cái IgA có rất là nhiều, IgA có rất là nhiều ở trên cái tổn thương thận. Và IgA chính là những cái màu xanh xanh mà chúng ta nhuộm bằng cái phương pháp để tìm lấy IgA, thấy rằng là có dày đặc ở cái vùng thận cầu thận bị tổn thương. Như vậy thì chẩn đoán viêm mạch dị ứng thì người ta sẽ dựa vào triệu chứng nào? Như mình vừa nói lúc nãy thì chẩn đoán viêm mạch dị ứng là người ta gần như dựa hoàn toàn vào triệu chứng lâm sàng. Bệnh nhân phải có một cái là bệnh nhân phải có ban xuất huyết, đạm phẩn và khi không có kèm theo xét nghiệm, không có kèm theo giảm tiểu cầu. Và đây là một triệu chứng chính. Nó cũng là một cái triệu chứng xuất hiện gần như là ở 100% trường hợp bệnh nhân, cho nên là khi mà bệnh nhân có cái ban với một tính chất là đặc trưng của viêm mạch dị ứng thì các bạn có thể hoàn toàn nghĩ đến như là bệnh nhân là viêm mạch dị ứng. Và kèm theo đó là bệnh nhân có ít nhất là một trong số các tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là bệnh nhân có thể có đau bụng lan tỏa và các tổn thương ở đường tiêu hóa. Thứ hai là các tổn thương tại khớp như là có thể có đau khớp hoặc là có các cái tổn thương viêm khớp. Thứ ba là các cái tổn thương thận mà nhìn thấy ở trên cận lâm sàng là chúng ta làm xét nghiệm có hồng cầu niệu hoặc là có protein niệu. Và cái cuối cùng là cái năm một triệu chứng mà cận lâm sàng là chúng ta sinh tiết da hoặc là chúng ta sinh tiết thận mà có tình trạng xâm nhiễm các cái IgA. Như vậy em thấy rằng là đây thực ra là trong cái tiêu chuẩn này chúng ta chỉ có mỗi hai cái tiêu chuẩn là liên quan đến phần cận lâm sàng thôi, là tiêu chuẩn về tổn thương thận mà mình rất là khó có thể đánh giá được trên lâm sàng, thì mình phải làm xét nghiệm nước tiểu. Và một cái tiêu chuẩn sinh thiết thì cái này là tùy theo từng trường hợp, bệnh nhân có tổn thương rất là nặng thì chúng ta mới làm sinh thiết, còn nếu không thì chúng ta có thể dựa vào những triệu chứng trên. Có bệnh nhân có đau khớp, bệnh nhân có ban xuất huyết này kèm theo có đau khớp hoặc là đau bụng là chúng ta có thể nghĩ nhiều đến là bệnh nhân viêm mạch dị ứng rồi. Như vậy thế thì chẩn đoán phân biệt như thế nào? Chẩn đoán phân biệt thì tùy theo cái triệu chứng bệnh của khác nhau của bệnh chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh khác nhau. Ví dụ như các triệu chứng của bệnh viêm mạch dị ứng thì nó sẽ gồm có bốn nhóm lớn là tổn thương các cái ban xuất huyết ở ngoài da này, tổn thương khớp này, tổn thương thận và các cái tổn triệu chứng tại bụng. Thì đối với cả cái viêm các cái ban ở ngoài da chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với một loạt các cái bệnh khác, ví dụ như là các cái ban do nhiễm khuẩn, các cái ban do bệnh lý tự miễn hoặc là các bệnh lý viêm mạch khác. Còn đối với cả các tổn thương khớp thì chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với cả các bệnh lý viêm khớp do nhiễm khuẩn hay là các bệnh lý viêm khớp dạng thấp. Đó là những cái mà chúng ta cần phải phân biệt. Bây giờ mình sẽ đi thêm một chút về các cái chẩn đoán phân biệt của bệnh nhân. Thứ nhất là về ban ngoài da, thì khi chúng ta tiếp cận một bệnh nhân về ban ngoài da thì đây là một cái sơ đồ mà người ta sẽ mô tả chúng ta là đứng trước một cái bệnh nhân mà có nổi ban xuất huyết thì chúng ta sẽ phải tiếp cận như thế nào. Nếu như bệnh nhân có các cái ban xuất huyết dạng chấm là hoặc là dạng nốt thì chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân là có sốt hay là không sốt và có các triệu chứng của tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc hay không. Nếu như bệnh nhân có ban mà bệnh nhân không sốt, trên triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân không có bất kỳ biểu hiện của tình trạng nhiễm khuẩn hay nhiễm độc gì cả, và khi mà chúng ta thăm khám cái ban đấy thì chúng ta thấy rằng là cái ban đấy nó mịn, rất là mịn với cả cái mặt da, thì chúng ta sờ lên chúng ta không cảm giác có một cái tình trạng sẩn nào cả, thì có thể nghĩ nhiều đến là các cái xuất huyết giảm tiểu cầu là tiên phát. Còn nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân không sốt nhưng mà cái ban này mà nó lại hơi sẩn lên đồ lên mặt da, chúng ta sờ thì nó sẽ không được mịn với cái bề mặt của da, thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến bệnh lý viêm mạch tự miễn là cái nhóm bệnh như thế này. Còn nếu như mà đối với những bệnh nhân mà có nổi ban mà kèm theo bệnh nhân có thể có sốt hoặc là có các biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc khác, khi mà bệnh nhân cái ban này tiếp tục là chúng ta lại sờ vào cái ban này tiếp mà cái ban này nó vẫn mịn với mặt da, nó không sẩn lên gì cả, thì chúng ta có thể nghĩ đến một số các bệnh lý như là cái tình trạng mà xuất huyết giảm tiểu cầu do các cái huyết khối, tức là do huyết khối làm giảm tiểu cầu và gây ra tình trạng xuất huyết, hoặc là do các cái tổn thương của
rối loạn đông máu, mà trường hợp nặng nhất đó là DIC, là cái tổn thương các cái rối loạn đông máu mức độ nặng. Và trong cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà khi mà bệnh nhân có ban này, có sốt này và có kèm theo các dấu hiệu của nhiễm khuẩn khác mà cái ban lại phẩn lên mặt da, thì có một nhóm một loạt các cái ban mà chúng ta có chẩn đoán phân biệt. Ví dụ như là viêm hoành dị ứng thì chỉ là một trong cái nhóm nhỏ đó thôi. Ví dụ như bệnh nhân có thể là có não mô cầu, mình phải chẩn đoán phân biệt loại trừ não mô cầu, có thể là phân biệt với các cái trường hợp mà nhiễm lậu cầu lan tỏa toàn thân, hay là các cái trường hợp mà viêm mạng, viêm nội tâm mạc, cơ tim cũng có thể có cái ban như thế này. Hoặc là một số ở nước ngoài người ta có thể có loại sốt mà gây ra sốt nổi ban đặc biệt gọi là sốt vùng Rocky Mountain sốt. Cái đấy thì hiếm gặp ở Việt Nam thôi, chúng ta không thể chẩn đoán phân biệt. Và đây chúng ta bắt đầu đưa vào một số các cái chẩn đoán phân biệt, một số các bệnh mà chúng ta vừa nói. Thứ nhất là xuất huyết đảm tiểu cầu. Xuất huyết đảm tiểu cầu là một cái bệnh lý mà rất là dễ nhầm lẫn chẩn đoán với cả viêm mạch dị ứng. Thì đặc điểm của cái tình trạng xuất huyết đảm tiểu cầu là như nào? Thứ nhất là bệnh nhân sẽ có nổi các cái nốt và các cái chấm hoặc là các cái đám xuất huyết, và thường là người ta mô tả trong xuất huyết đảm tiểu cầu là bệnh nhân sẽ có những cái đám xuất huyết đa hình thái, tức là từ rất nhiều loại khác nhau, từ nốt này, từ chấm này, từ các mảng, từ các cái đám khác nhau và đa lứa tuổi khác nhau. Nó khác với cả viêm mạch dị ứng là bệnh nhân chỉ có chấm hoặc cái nốt thôi, và rất là hiếm khi mà tạo thành cái mảng, cái đám. Và các cái nốt của viêm mạch dị ứng là thường là nó khởi phát cùng một lúc, và cho nên là khi mà nó không có hình dạng là đa lứa tuổi mà nó sẽ khởi phát lên, và sau đó thì nó sẽ từ từ cùng biến mất với nhau luôn. Còn trong xuất huyết đảm tiểu cầu thì ngoài tình trạng nổi xuất huyết ở ngoài da thì bệnh nhân thì còn có các cái xuất huyết ở vùng niêm mạc. Ví dụ như bệnh nhân có thể có chảy máu cam, hoặc là có chảy máu trên răng, hoặc là khi bệnh nhân thăm khám thì ở cái vùng niêm mạc miệng của bệnh nhân có thể có chảy máu và những chảy máu ở các cái tạng. Và đây là những triệu chứng để chẩn đoán phân biệt giữa xuất huyết đảm tiểu cầu với cả viêm mạch dị ứng. Một cái bệnh thứ hai mà chúng ta cần chẩn đoán phân biệt đó là não mô cầu. Thực ra thì bây giờ thì não mô cầu cũng không phải là tương đối gặp thường xuyên. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thỉnh thoảng một năm gặp, thỉnh thoảng vài giải rác một vài ca, và chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với cả các cái bệnh lý mà nặng như cấp như là não mô cầu như này. Thì đặc điểm của cái ban do não mô cầu là như thế nào? Đó, ban này nó cũng sẽ thường xuất hiện ở cái vùng cánh tay, hoặc là vùng cẳng tay, hoặc là vùng đùi và đầu gối của bệnh nhân, và cũng là những cái ban xuất huyết. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái ban của não mô cầu nó thường là nó là hình dạng ban gọi là như là ban hình sao, hoặc là ban hình có rất là nó không có tròn đều, nó gọi là người ta gọi là ban hình sao. Và nếu như mà chúng ta có thể kỹ không thám kỹ thì ở giữa những cái chỗ hình sao thì có thể có những đám hoại tử, và trong y văn người ta sẽ mô tả nó là ban hoại tử hình sao đấy. Khác với cả những cái ban của chấm xuất huyết của viêm mạch dị ứng là xuất huyết của ban viêm mạch dị ứng thì nó chỉ là những cái chấm hoặc những nốt nhỏ thôi, chứ nó không phải những cái đám hình sao rõ rệt, những có nhiều những cái chân lan tỏa như thế này. Đây cũng là một cái người ta hướng dẫn chúng ta làm biện pháp mà ấn kính hoặc là căng da ấy, thì những cái ban này là ban xuất huyết, cho nên là nó sẽ không được biến mất để cho phân biệt với cả cái mày đay. Một cái bệnh lý thứ ba là một cái viêm mạch, là những cái trường hợp mà viêm mạch tự miễn. Viêm mạch tự miễn là cũng là một cái có triệu chứng lâm sàng là biểu hiện là có các cái ban xuất huyết giống như là viêm mạch dị ứng. Tuy nhiên thì thường là vì là viêm mạch tự miễn thì nó có tổn thương viêm mạch, và nó sẽ có kèm theo là một số các cái tổn thương có thể gây hoại tử do cái từ máu kém ở những cái vùng đầu chi. Ví dụ như là ở đối với cái hình ảnh này, chúng ta có thể nhìn thấy là bệnh nhân sẽ có tổn hoại tử ở cái vùng bầm tím, ở cái vùng đầu ngón tay này, hoặc là ở những cái bên cẳng chân của bệnh nhân cũng có những nốt chấm xuất huyết màu đỏ, các bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mà do nó có loét ở những cái vùng giữa, do nó có bị hoại tử hoặc nó bị giảm từ máu ở những cái vùng đầu chi đấy, và đấy cũng là một cái triệu chứng để chúng ta chẩn đoán phân biệt với các bệnh nhân mình dị ứng. Hoặc là một số các bệnh lý khác, ví dụ như đây là một cái ban của bệnh nhân viêm đa cơ và da chẳng hạn, thì cũng có tình trạng là một cái ban như thường người ta thấy rằng là nó tập trung thành từng cái mảng hoặc là từng cái đám rát thôi, và nó ở phía mặt mu của cái cẳng chân, hoặc là ở phần mu tay, chứ nó ít khi nó đi ra cái mặt đằng sau. Và những cái ban này nó thường tập trung thành đám, mà khác hẳn so với cái ban của bệnh trên viêm mạch dị ứng. Đây là một số những cái chẩn bệnh mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt khi mà bệnh nhân có tổn thương ngoài da. Tóm tắt lại như đã nói, thứ nhất là đầu tiên là bệnh nhân phải chẩn đoán phân biệt với xuất huyết giảm tiểu cầu, thường là viêm về với một loạt các cái bệnh lý viêm mạch khác, ví dụ như là các cái viêm mạch Anca, hoặc là các cái viêm mạch do ban nhiễm khuẩn, hoặc là các cái viêm mạch khác. Một bệnh lý thứ ba mà chúng ta cần chẩn đoán phân biệt đó là đối với cả các cái bệnh lý tự miễn, bao gồm có viêm lupus ban đỏ này, bệnh viêm khớp dạng thấp, hay là các bệnh lý viêm đa cơ.
và một nhóm những bệnh lý khác mà có tổn thương da mà chúng ta cần phải phân biệt, đó là ví dụ như là nhiễm khuẩn huyết hoặc là các cái trường hợp mà bệnh nhân có đông máu lan tỏa nội mạch DIC đấy, hoặc là những cái trường hợp là sốt địa trung hải, hoặc là những cái bệnh lý khác nếu có thể tình trạng ban ngoài da. Như vậy là nếu như có một cái ban thì thường chúng ta phải phân biệt với khá là nhiều bệnh. Tuy nhiên thì thực ra là về trên mặt lâm sàng khi bạn nhìn bệnh nhân viêm mạch dị ứng rất là nhiều thì bạn thấy rằng là cái ban khá là điển hình và rất là hiếm khi mà chúng ta có thể nhầm với những bệnh khác được. Một cái bệnh lý mà thường cũng có thể gây nhầm lẫn chẩn đoán đối với viêm mạch dị ứng, người ta gọi đó là bệnh phù chảy máu cấp tính. Đó là một cái tình trạng mà viêm các mạch máu quá mẫn ở ngoài da. Tuy nhiên bệnh này thường xảy ra một cách cấp tính và thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Nhưng các triệu chứng này thường là triệu chứng lành tính thôi. Bệnh nhân sẽ có khởi phát rất là rầm rộ với những triệu chứng là có phù lên và có ban xuất hiện ở ngoài da rất là dày đặc. Tuy nhiên là nó không có các triệu chứng gì khác và bệnh nhân mặc dù là có các cái triệu chứng ngoài da như thế nhưng bệnh nhân hoàn toàn bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh ăn uống vẫn bình thường và nó có thể tự hết. Cái này cũng có thể phân biệt với các viêm mạch dị ứng. Đây là một số cái hình ảnh, mình sẽ cho bạn xem một cái hình ảnh của bệnh nhân phù chảy máu cấp tính. Các bạn có thể thấy rằng là cái tay này ạ, thì cái cẳng tay của bệnh nhân sưng to lên rất là nhiều, sau đó thành một cái đám, có đám xuất huyết ở đây. Tuy nhiên là khi mà khi chúng ta thử vận động, chúng ta có thể thử sờ nắn tay bệnh nhân thì nó sẽ không gây đau đớn cho bệnh nhân. Và những cái triệu chứng này thì thường rất là lành tính. Bệnh nhân ngoài cái trường hợp ngoài cái phù ngoài da thôi thì không có triệu chứng gì khác ở ngoài toàn thân cả. Em bé vẫn ăn được bình thường, vẫn ngủ được bình thường và những triệu chứng này có thể là sẽ tự hết, không cần phải can thiệp điều trị thuốc gì cả. Đây cũng là một bệnh lý mà chúng ta phân biệt với cả viêm mạch dị ứng. Thứ hai là khi mà bệnh nhân có triệu chứng tại khớp thì chúng ta cần trở lại phân biệt với những bệnh nào. Nếu như bệnh nhân mà có triệu chứng tại khớp thì như cái sơ đồ mà tôi đã nói ở đầu trên thì chúng ta sẽ phải trở lại phân biệt với một số các cái bệnh lý viêm khớp như là viêm khớp nhiễm khuẩn hoặc là các bệnh lý viêm khớp dạng thấp này hoặc là các bệnh lý viêm khớp khác. Một cái điểm mà chúng ta có thể trở lại phân biệt giữa các cái nhóm bệnh này, thứ nhất là viêm mạch dị ứng sẽ thường chỉ xảy ra ở các tổn thương khớp thì xảy ra những khớp lớn thôi, là những cái khớp mà thường gặp nhất là chủ yếu là cái khớp gối này, khớp cổ chân hoặc là một số trường hợp có thể là khớp khuỷu. Bệnh nhân sẽ cảm giác là đau rất là nhiều, có sưng lên, nhưng mà khi chúng ta khám thì nó sẽ không có rõ tình trạng nóng đỏ, không có tình trạng viêm cấp tính của những khuẩn tại cái khớp đấy, và các cái triệu chứng là tổn thương này tiến triển rất là nhanh và có thể tự hết đi rất là nhanh mà không để lại bất kỳ một cái hậu quả gì cả. Khác với cả cái viêm khớp, các viêm khớp khác thì thường có thể gây ra các cái tổn thương tại khớp và nó gây ra biến dạng các khớp. Ví dụ như trên cái hình ảnh này, đây là một bệnh nhân em bé của viêm khớp thiếu niên, thì thường thấy rằng là sau tổn thương là các cái khớp nhỏ nhỡ này và các cái khớp của nó, bệnh nhân thì thường là sưng phù lên hoặc là có cái biến dạng, như là ở chỗ này là biến dạng cái khớp và nó sẽ không duỗi thẳng cái ngón tay này ra của bệnh nhân ra được. Và đấy là một cái những cái mà chúng ta có thể chẳng phân biệt giữa cái bệnh viêm mạch dị ứng có tổn thương khớp với những bệnh lý viêm khớp khác. Thì còn khi mà bệnh nhân có triệu chứng tại đường tiêu hóa thì chúng ta phân biệt với những nguyên nhân nào? Thực ra cái triệu chứng tại đường tiêu hóa là một triệu chứng mà nó là khó nhất để chẩn đoán phân biệt cũng như là để chẩn đoán chắc chắn là bệnh, cũng như là một cái triệu chứng mà thực sự là rất là khó để điều trị cho bệnh nhân. Và đây là bạn có thể nhìn thấy trên cái bảng này là một list tất cả các danh sách mà có thể gây ra các bệnh lý đau bụng cấp tính. Bởi vì là bệnh nhân viêm mạch dị ứng thì có đau bụng này, thì mình sẽ phải chẩn đoán phân biệt là đau bụng này là do nguyên nhân là do biết từ bên ngoài vào gây đau bụng ha. Ví dụ như là bệnh nhân có viêm đường hô hấp trên hay không, bệnh nhân có sắn tinh hoàn hay không, nó cũng thể gây ra tình trạng đau bụng. Và các nguyên nhân mà tạo bản thân bụng đó thì cũng phải chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là các trường hợp đau bụng ngoại khoa, và cái thứ hai là các trường hợp đau bụng mà chúng ta có thể giải quyết bằng nội khoa. Và cái viêm mạch dị ứng ở đây này, các bạn nhìn thấy là đây là viêm mạch dị ứng Hendoxcholein, nó chỉ là một trong số những cái nguyên nhân rất là nhỏ mà có thể gây ra tình trạng đau bụng cấp của bệnh nhân. Vì vậy mà tính trước của bệnh nhân mà đau bụng, còn nếu như đã có chẩn đoán, đã có các cái kèm theo các triệu chứng khác như là ban ma xuất huyết rồi thì chúng ta có thể dễ dàng chẩn đoán được. Nhưng mà nếu đứng trước một bệnh nhân mà chỉ có triệu chứng tại đường tiêu hóa thôi, bệnh nhân cũng chỉ đau bụng thôi, thì chúng ta sẽ phải loại trừ hết tất cả những cái bệnh lý, những cái nhóm bệnh khác từ các cái tổn thương ở bên ngoài của bụng hay không, giống như là các cái loại trừ các cái tổn thương ngoại khoa, ví dụ như bệnh nhân có viêm ruột thừa hay không, bệnh nhân có viêm phúc mạc hay không, các viêm các cái túi thừa Meckel hoặc là viêm tụy cấp, là những cái bệnh lý đau bụng ngoại khoa mà chúng ta sẽ phải xử lý khẩn trương cấp cứu ngay lập tức. Sau đó thì chúng ta mới đi đến các cái nguyên nhân mà điều trị nội khoa khác như là viêm dạ dày ruột này, hoặc là các cái trường hợp mà tổn thương đái tháo đường hay viêm gan. Thì loại trừ hết được những cái bệnh đó thì chúng ta mới có thể nghĩ đến cái bệnh lý viêm mạch dị ứng. Viêm
niêm mạc dị ứng thì nó chỉ là một trong số những nguyên nhân rất là nhỏ trong số những tất cả nguyên nhân gây ra tình trạng đau bụng cấp ở trẻ. Còn thứ tư là chẩn đoán làm thế nào chúng ta phân biệt được khi là chẩn tổn thương thận ở những bệnh nhân viêm mạc dị ứng với cả những cái tổn thương thận khác. Thì đây là một cái nghiên cứu từ cách đây khoảng khá là lâu lâu rồi, người ta nghiên cứu về sự khác nhau giữa cái tổn thương thận do bệnh lý viêm mạc dị ứng và những cái tổn thương thận IVA khác. Đến sau ta ngày đại tại sao chúng ta nói rằng là viêm mạc dị ứng là một nhóm viêm mạch viêm thận tổn thương IVA, chúng ta lại không xếp vào trong cái bệnh lý viêm thận tổn thương IVA đấy mà chúng ta lại xếp riêng ra một nhóm riêng. Thì người ta sẽ có một số các cái đặc điểm phân biệt với hai cái bệnh này như sau. Thứ nhất là ví dụ như là về bệnh nhân bệnh lý viêm mạch dị ứng mà có tổn thương thận thì ngoài các triệu chứng tại thận, bệnh nhân sẽ có kèm theo một loạt các triệu chứng tổn thương ở toàn thân khác, tổn thương ở da này, tổn thương ở đường tiêu hóa này, hay ở khớp. Còn đối với cả những bệnh lý mà viêm thận IVA là chỉ có tổn thương tại thận thôi. Và thứ hai là cái bệnh lý viêm mạch dị ứng mà có tổn thương thận này thường khởi phát rất là sớm, thường là người ta thấy rằng là dưới 15 tuổi. Còn đối với cả những trường hợp mà viêm thận IVA khởi phát được khởi phát muộn hơn là trên 15 tuổi, và kèm theo đó là một số loạt các cái chẩn đoán phân biệt dựa vào các cái mô bệnh học của bệnh nhân, ví dụ như là có làm giải phẫu sinh thiết thì có lắng động IVA hay không, có lắng động các cái fibrin hay không, hay là các cái tổn thương thận. Và dựa vào những cái yếu tố đó thì người ta mới tách ra cái nhóm là viêm mạc dị ứng, mặc dù nó là một cái tổn thương có viêm thận IVA đấy, nhưng người ta không để vào cái nhóm này, người ta để riêng ra một nhóm riêng đặt tên bệnh lý đó là bệnh lý viêm mạc dị ứng, chứ không phải người ta không xét, là mặc dù là nó có những cái tổn thương khá tương đồng với nhau, người ta không xét vào như thế. Về mặt biến chứng của viêm mạch dị ứng thì ngoài những cái biến chứng mà chúng tôi nói giống như là những cái triệu chứng như trên, tức là những cái triệu chứng của đường tiêu hóa hoặc là những triệu chứng tại thận cũng đồng thời được coi như là những biến chứng của bệnh lý luôn. Ví dụ như tại đường tiêu hóa thì bệnh nhân có thể có chảy máu đường tiêu hóa, nó vừa là một cái biểu hiện của đường tiêu hóa là biểu hiện của bệnh, lại vừa là một cái biến chứng của bệnh viêm mạch dị ứng. Hoặc là các cái biểu hiện các cái lồng ruột cũng là một cái biến chứng, cũng vừa là một cái triệu chứng của bệnh, hoặc là bằng cái dấu hiệu gợi ý thì chúng ta nghĩ đến. Hoặc là những cái bệnh nhân mà có tổn thương thận thì cái tổn thương thận ở mức độ khác nhau, như là bệnh nhân có đái máu này, bệnh nhân có đái protein hiệu hoặc là có suy thận, thì những cái triệu chứng đó đồng thời vừa là triệu chứng thận của bệnh viêm mạch dị ứng nhưng đồng thời cũng là biến chứng luôn. Bên cạnh đó thì có thể có những cái tổn thương khác, ví dụ như là có sắn tinh hoàn, nó cũng là một cái biến chứng của bệnh viêm mạch dị ứng. Hoặc là các cái trường hợp mà bệnh nhân đau bụng quá, bệnh nhân phẫu thuật, thành ra bệnh nhân không loại trừ được đau bụng ngoại khoa, thì bệnh nhân lại có một can thiệp mổ bụng chẳng hạn, trong khi là bệnh nhân không cần thiết, cũng được coi như là một cái biến chứng của bệnh. Đây là một cái báo cáo từ năm 2008 để báo cáo một cái trường hợp một cái biến chứng được coi là biến chứng của bệnh. Cái này là một cái biến chứng cực kỳ hiếm gặp, nhưng người ta thấy rằng là một em bé 3 tuổi rưỡi mà có viêm mạch dị ứng mà biến chứng của bạn đây là viêm chiết hạch niệu quản. Và đây là biến chứng gần như là rất là ít khi mà gặp ở bệnh viêm mạch dị ứng, và sau đó thì biến chứng không được phát hiện ra và hậu quả là bệnh nhân mất cái chức năng của cái thận của bên đó, và bệnh nhân bắt buộc là phải cắt một bên thận và ảnh hưởng đến cái chức năng thận của bệnh nhân. Và người ta sẽ một cái nghiên cứu khác, người ta đánh giá về cái mối liên quan giữa cái tổn thương thận ban đầu của bệnh nhân với cái tổn với cái mức độ suy thận của bệnh nhân về sau như thế nào. Người ta thấy rằng là nếu như ở giai đoạn đầu tiên khi bệnh nhân đến với chúng ta mà bệnh nhân chỉ có đái máu, có hematuria là đái máu, và hoặc là chỉ có protein niệu như mức độ tối thiểu, thì gần như là không có bệnh nhân nào mà tiến triển thành cái suy thận mạn, tỷ lệ tiến triển thành suy thận mạn là ở mức độ là 0%. Tuy nhiên nếu như mà khi bệnh nhân đến với mình với cái tình trạng là đái máu kèm theo là có protein niệu và ở lượng mức độ trung bình hoặc mức độ nhiều, thì cái tỷ lệ suy thận mạn ở những bạn về sau nó có thể lên đến gần 20%. Nếu như bệnh nhân có các cái tình trạng là viêm cầu thận cấp hoặc là viêm cơ vi thận cấp do bệnh lý viêm mạch dị ứng giai đoạn đầu, thì cái tỷ lệ này cũng khoảng 20%, và nó sẽ tăng dần lên. Nếu như bệnh nhân có hội chứng thận hư thì cái tỷ lệ suy thận mạn trên những bệnh nhân viêm mạch dị ứng ở giai đoạn sau là có thể lên đến 40%. Và nếu như bệnh nhân đồng thời vừa có cả hội chứng thận hư cũng như là vừa có cả các cái tình trạng viêm vi thận ấy, thì cái tỷ lệ này nó có thể lên khoảng tầm 50-60%. Điều đó là đây cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể nghĩ, để chúng ta có thể tiên lượng được cái tổn thương thận của bệnh nhân về sau này. Bởi vì như mình đã nói là cái tổn thương thận là cái tổn thương mà phải theo dõi lâu dài nhất, cũng như là cái tổn thương mà nguy hiểm nhất đối với bệnh nhân. Và đồng thời đây cũng là một cái yếu tố để cảnh báo chúng ta là với viêm mạc dị ứng thì chúng ta không thể chỉ theo dõi một lần đâu, mà chúng ta phải theo dõi lâu dài để chúng ta đánh giá được về các mức độ tổn thương thận của bệnh nhân. Và nếu như mà ta dựa vào những cái lần xét nghiệm của bệnh nhân mà về sau bệnh nhân có những cái triệu chứng của viêm mạc dị ứng của
hội chứng thận hư hay là của cái viêm vi thận này, chúng ta có thể có những cái biện pháp điều trị kịp thời cho bệnh nhân để tránh cho bệnh nhân là tiến tới suy thận giai đoạn cuối. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần điều trị. Như vậy thì thứ nhất là điều trị đối với bệnh này như thế nào? Thực ra đối với cả viêm mạch dị ứng thì khi mà bệnh nhân đến với chúng ta, triệu chứng lâm sàng khởi phát rất là rầm rộ, nhưng mà vẫn đang phần trường hợp là bệnh nhân điều trị đáp ứng khá tốt với cả việc điều trị. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân triệu chứng nhẹ thì chúng ta chỉ cần điều trị triệu chứng là chủ yếu thôi. Bệnh nhân nếu mà đến với mình với trường hợp là có các tổn thương tại ngoài da, có các tổn thương ngoài khớp mà không có các cái biến chứng của đường tiêu hóa hoặc là biến chứng của thận, thì chúng ta chỉ cần điều trị bằng việc là ăn uống ăn nhạt hoặc là điều trị nước điện giải nghỉ ngơi, và có thể là trường hợp là giảm đau. Thường trong hợp những trường hợp mà có tổn thương khớp thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống các cái thuốc giảm đau chống viêm bằng acetaminophen hoặc là các cái thuốc chống viêm steroid NSAID là để đã đủ với các cái tổn thương tại khớp như thế này rồi. Và chúng ta giáo dục hướng dẫn bệnh nhân là tránh hoạt động thể lực gắng sức quá mức hoặc là không để thấp chân quá mức để nó tránh cái tình trạng là gây phù tại chân của bệnh nhân. Và nếu như có cái tổn thương tại tinh hoàn như là phù tinh hoàn thì có thể là có trường lạnh thì cũng thể làm dịu cho bệnh nhân dễ đau. Thế còn đối với cả những trường hợp mà bệnh nhân mà tổn thương có cái tổn thương mức độ nặng hơn thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Nếu như mà bệnh nhân chúng ta chỉ cho bệnh nhân nhập viện khi mà bệnh nhân có những triệu chứng nặng nề của đường tiêu hóa hoặc là tổn thương thận. Khi bệnh nhân nhập viện, nếu như bệnh nhân có đau bụng nhiều, đau bụng dữ dội, có biểu hiện của tình trạng xuất huyết đường tiêu hóa như là nôn hoặc là đi ngoài phân đen hoặc đi ngoài phân máu, hoặc là khi mà chúng ta làm xét nghiệm chúng ta có tổn thương thận, thì những trường hợp đó mới nhập viện. Còn những trường hợp mà nhẹ khác thì chúng ta có thể cho bệnh nhân theo dõi và điều trị tại nhà. Và thế còn về các thuốc điều trị của bệnh nhân thì sẽ có những cái thuốc gì? Thì tùy như nói ra, ngoài cái việc triệu chứng của đối với những cái trường hợp nhẹ thì chúng ta sẽ có một số các cái thuốc mà người ta có thể dùng theo bậc để điều trị cho bệnh nhân như sau. Đây là một cái bảng một loạt các cái thuốc mà chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân. Thứ nhất là mình đối với cả những trường hợp mà bệnh nhân có các cái triệu chứng lâm sàng nhẹ hoặc là bệnh nhân có viêm khớp thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm các thuốc chống viêm giảm đau, acetaminophen này, paracetamol hoặc là ibuprofen để chúng ta thử nghiệm trong trường hợp đó. Nếu như bệnh nhân có các cái tổn thương da nặng hoặc là tổn thương da tái diễn tái đi tái lại nhiều lần thì có thể cân nhắc đến dùng đến cofixin. Một nhóm thuốc thứ ba mà hiện nay đang được dùng rất là phổ biến cũng như là thuốc được hàng đầu được điều trị đối với cả bệnh nhân viêm mạch dị ứng đó là corticoid. Corticoid thì tác dụng của nó khá là hiệu quả trong tất cả các cái triệu tất cả các cái biểu hiện của bệnh, bao gồm có các cái tổn thương của da hay là các cái tổn thương của đường tiêu hóa thì cũng thể dùng corticoid này. Thì chúng ta có thể có corticoid đường uống hoặc là đường tiêm. Chỉ định đối với corticoid là khi nào? Là khi chúng ta khi có bệnh nhân có các đợt bùng phát bệnh rất là nặng, bệnh nhân có ban xuất huyết kèm theo có thể có phù ở ngoài da, có các cái triệu chứng tổn thương của đường tiêu hóa, ví dụ như là bệnh nhân đau bụng dữ dội hoặc là có tình trạng nôn hoặc đi ngoài phân máu, và có thể là có các cái tổn thương của tinh hoàn, ví dụ như phù tinh hoàn hoặc là có thể kèm theo các cái sưng phù ở cái vùng tinh hoàn. Còn đối với cả dùng đường tĩnh mạch thì là chỉ trong trường hợp bệnh nhân không uống được thì chúng ta có thể cho bệnh nhân vào viện và chúng ta có thể tiêm đường tĩnh mạch cho bệnh nhân. Thế còn đối với nếu như mà bệnh nhân có tổn thương thận và tổn thương thận ở các mức độ khác nhau, khi mà có tổn thương hội chứng thận hư thì corticoid chúng ta có thể dùng một liều cao, tức là người ta thường dùng gọi là liều bolus corticoid để chúng ta điều trị các trường hợp là tổn thương hội chứng thận hư hoặc là tổn thương thận nặng trên nền của viêm mạch dị ứng. Đối với cả nếu như bệnh nhân mà có tổn thương thận mà lại không đáp ứng với cả những cái điều trị corticoid liều cao như này thì chúng ta có thể kết hợp corticoid liều cao mà với đường tĩnh mạch với một loạt các cái thuốc mà ức chế miễn dịch khác. Các thuốc ức chế miễn dịch thì có rất là nhiều các thuốc khác nhau, ví dụ như là cyclophosphamide này hoặc là cyclosporine A ở trường hợp để điều trị trong những trường hợp kiểm soát ở hô hấp hoặc là ở trên não của bệnh nhân. Và một cái điều trị mà cuối cùng hay điều trị cấp cao nhất là có thể là lọc huyết tương hoặc là người ta truyền IVIG cho bệnh nhân, tức là những cái immunoglobin đường tĩnh mạch cho bệnh nhân trong những trường hợp mà bệnh nhân mà
không đáp ứng với cả những cái điều trị mà chúng ta đã nói như trên, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân chảy máu rất là nặng ở đường tiêu hóa, hoặc là những trường hợp chảy máu ở cơ quan khác, thì đây là những cái điều trị mà ở cấp cao chúng ta có thể cân nhắc đến cùng cho bệnh nhân. Đây là cái này, thì đây là một số các cái slide tôi không nhắc lại nữa, vì đây là những cái nói kỹ hơn về cái thuốc mà tôi đã dùng và nói ở trên đầu cho bệnh nhân thôi, cái này mình sẽ không bỏ qua nói. Hoặc là những cái bệnh nhân có đây, bệnh nhân có cái, các cái tổn thương tạng thấp, hoặc là có tổn thương ngoài da thì nó thì dùng colchicin, hoặc là chúng ta có thể dùng các cái thuốc ức chế kháng thể như thế này, thì nó cũng ít khi mà áp dụng, hoặc là một số thuốc thì chúng ta là cũng không có nhiều ở tại Việt Nam. Đây là một cái báo cáo của một cái tác giả từ năm 2008, người ta báo cáo về một cái trường hợp chẩn đoán một cái trường hợp mà điều trị bệnh viêm mạch dị ứng, và nó, bệnh nhân này là kháng với cả điều trị đồng thời cả prednisolone và kể cả đến mức độ cao nhất là bệnh nhân truyền IVIG, tức là immunoglobulin đường tĩnh mạch, bệnh nhân cũng không đáp ứng. Thì trong trường hợp này thì người ta đã cân nhắc đến trường hợp là có thể là lọc huyết tương hoặc là chỉ là lọc bạch cầu. Thì những trường hợp này thì mình có thể có những biện pháp điều trị cao cấp như thế thì có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh nhân cũng như điều trị cho bệnh nhân hiệu quả. Thì cái này là những cái điều trị thường là những cái bệnh nhân mà có những cái triệu chứng này thường rất là ít, và cũng ít bệnh nhân mà phải đến cái mức độ nặng phải lọc huyết tương như thế này. Về mặt tiên lượng thì thực ra là các triệu chứng lâm sàng của viêm mạch dị ứng khi mà bệnh nhân đến với chúng ta, các triệu chứng lâm sàng thường rất là rầm rộ, nhưng mà khi mà chúng ta thấy rằng điều trị thì thường là chỉ điều trị một cái thuốc rất là đơn giản là corticoid, đúng không ạ? Nên là cái tiên lượng bệnh này thường nó bây giờ gọi là một bệnh lành tính, và thường là khả năng hồi phục của bệnh khá là tốt. Khoảng 80% bệnh nhân mà có chỉ có một đợt bệnh thôi, và bệnh nhân sẽ có một đợt bệnh và thường là không tái phát trở lại nữa. Tuy nhiên là cái mà chúng ta vẫn phải quan tâm và cái mà chúng ta cũng phải giải thích cho bệnh nhân là phải là có khoảng 10-20% bệnh nhân là có thể tái phát, và cái thời điểm mà bệnh nhân tái phát là thời điểm nào là nó tùy thuộc vào từng cơ địa khác nhau, từng cá thể khác nhau, cho nên là bao giờ chúng ta cũng phải giải thích bệnh nhân là phải theo dõi liên tục trong bệnh này, chứ chúng ta không được bỏ qua, hay không phải là nghĩ rằng đây là bệnh đơn giản chỉ cần điều trị một lần là khỏi, bởi vì cái tỷ lệ mà bệnh nhân này là tái phát này khá là cao này, và rất là nhiều những trường hợp tái phát rất là nhanh trong vòng khoảng 2 tháng đầu tiên sau khi bệnh nhân điều trị, cho nên là nó làm cho bệnh nhân rất là hoang mang, và đây cũng là một trong những yếu tố mà bệnh nhân cứ bỏ điều trị tuyến dưới và thậm chí bệnh nhân là chạy thẳng lên tuyến trên, thì bảo các bác cứ điều trị cho cháu ở dưới thì cứ đỡ được một thời gian rồi cháu lại bị bùng phát bệnh trở lại, hoặc là ví dụ như cháu đang điều trị ở bệnh viện thì cháu lại bị một cái đợt mới và người ta sẽ không tin tưởng cái việc điều trị của mình nữa, thì mình phải giải thế nên là cái việc mà chúng ta giải thích cho bệnh nhân hiểu về bệnh cũng như hiểu về khả năng tái phát này là rất là quan trọng để bệnh nhân có thể hiểu của bệnh, là biết rằng cái bệnh này nó có thể tái phát được, và tái phát là thường rất là gặp, cho nên là bệnh nhân phải yên tâm điều trị, chứ không phải bệnh nhân lo lắng thì bệnh nhân lại bỏ điều trị lên. Và thường là cái tỷ lệ mà bệnh nhân tiến triển thành viêm mạch dị ứng thể mạn tính, tức là nó bị đi bị lại, hoặc là bệnh nhân tổn thương thận nặng thì nó rất là ít, chỉ khoảng tầm vào dưới 5% bệnh nhân là có tổn thương tiến triển thành mạn tính thôi, còn đa phần còn lại là bệnh nhân sẽ có thể khỏi được và sẽ không để lại bất kỳ một cái hậu quả nghiêm trọng gì về thể chất cho bệnh nhân cả. Đây cũng là một cái nghiên cứu, mình trình bày một cái nghiên cứu về cái tiên lượng của bệnh nhân viêm mạch dị ứng. Thì người ta đánh giá viêm mạch dị ứng, người ta thấy rằng là bệnh nhân viêm mạch dị ứng thì có khoảng 50% bệnh nhân, 60% bệnh nhân là có tổn thương thận. Tuy nhiên cái tổn thương thận này thì nó phục hồi khá là tốt. Người ta thấy rằng là ví dụ như là sau 6 tháng thì khoảng 1/3 số bệnh nhân đã có thể phục hồi cái tổn thương thận này rồi. Và nếu như mà theo dõi thời gian dài hơn, sau khoảng tầm 2 năm, thì người ta thấy rằng là có đến cái tỷ lệ mà tổn thương thận phục hồi hoàn toàn là lên đến tận 62%. Như vậy tóm lại rằng là khi mà chúng ta để áp dụng cái nghiên cứu này vào trong việc lâm sàng chúng ta, đó là chúng ta sẽ phải giải thích bệnh nhân rằng là bệnh này nếu như có tổn thương, tuy nhiên là chúng ta sẽ phải tổn thương này thường có thể phục hồi tốt, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ phải theo dõi bệnh một cách liên tục và lâu dài, và thông thường là thời gian tối thiểu để chúng ta theo dõi bệnh này là ít nhất là khoảng tầm 2 năm. Bệnh nhân sẽ phải theo dõi liên tục để đánh giá được toàn bộ cái tiến triển bệnh, chứ không phải là chỉ là 1-2 ngày, 1-2 đợt là bệnh nhân có thể yên tâm để đi về được. Một cái nghiên cứu thứ hai, nghiên cứu này làm trong một thời gian rất là dài, là thậm chí trong vòng 10 năm, người ta đánh giá là những cái tiên lượng của những em bé nhưng mà dị ứng mà đã có tổn thương thận rồi. Người ta thấy rằng là sau 7 năm theo dõi thì có tới cũng 1/3 trường hợp là bệnh nhân phục hồi một cách hoàn toàn, không để lại bất kỳ một cái chứng gì cả. Chỉ có 40% là bệnh nhân này là có protein niệu dai dẳng, và chỉ có khoảng tầm 15% là bệnh nhân sẽ tiến triển đến suy thận cấp giai đoạn cuối.
giai đoạn cuối, nghĩa là mặc và những cái người ta thấy rằng là những cái trẻ mà có cái tiên lượng bệnh kém ấy, tức là những cái trẻ mà có cái tổn thương suy thận hoặc là có kèm theo protein niệu dai dẳng, tức là những cái độ nặng này, thì thường là những cái trẻ một là tuổi lớn, người ta thông thường rằng là lớn nếu mà những em bé mà tuổi trên 10 tuổi thì thường tổn thương thận hoặc là những cái tổn thương viêm mạch dị ứng nó sẽ nặng hơn so với những em bé dưới 10 tuổi, hoặc là bệnh nhân mà có các cái tổn thương thận chúng ta làm các cái xét nghiệm sinh thiết chúng ta có thể thấy cái tổn thương ở trên thận, tổn thương thận liềm cũng đang là một cái dấu hiệu để tiên lượng kém, hoặc là cái trẻ mà có protein niệu rất là nhiều trong những lần sinh thiết thận đầu tiên thì thấy rằng là có thể những trẻ đó là những cái trẻ mà có cái tiên lượng bệnh về thận kém hơn so với cả những cái trẻ bình thường khác. Như vậy thì kết luận là gì? Thứ nhất là đây là một cái bệnh viêm mạch dị ứng, là một cái bệnh lý có một biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng. Bệnh nhân có thể có các triệu chứng ở ngoài da, kèm theo đó có thể có các triệu chứng của đường tiêu hóa, có thể triệu chứng tại khớp cũng như là triệu chứng tại thận, và biểu hiện lâm sàng có thể rầm rộ tất cả các triệu chứng hoặc là có thể là chỉ là một trong số các triệu chứng nào đó thôi. Tuy nhiên, mặc dù là các triệu chứng lâm sàng đa dạng và diễn ra một cách cấp tính thì phần lớn những bệnh nhân viêm mạch dị ứng này đều hồi phục một cách hoàn toàn và tiên lượng của bệnh về mặt lâu dài thì rất là tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cần phải hướng dẫn bệnh nhân rằng là các bệnh nhân này đều luôn luôn phải theo dõi tích cực trong vòng nghĩa là 2 năm để chúng ta theo dõi các cái tổn thương thận và chúng ta điều trị để phục hồi những cái tổn thương thận cho bệnh nhân. Bài trình bày của mình đến đây là hết rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.